bạn đang tìm kiếm một gói cước nhằm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì hãy đến với video này của chúng tôi. Và trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu với bạn về website của mình, đó là website viettel.group. Tại đây sẽ có rất nhiều các gói cước để cho các bạn lựa chọn, từ các gói cước 4G cho đến gói cước 5G của nhà mạng Viettel, hay những gói cước sử dụng trong vòng 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 30 ngày cho đến 1 năm, hay những gói cước chuyên về gọi thoại, và những gói cước chuyên về các mạng xã hội, hay là những gói cước vừa giữ combo data và gọi thoại. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng mình khám phá website của mình ngay bây giờ các bạn nhé. Trước tiên thì bạn hãy vào phần mô tả bên dưới video này của mình, rồi chọn vào mục xem thêm. Sau đó bạn đến đường link website viettel.group rồi ấn vào đường link này. Trong website này sẽ có rất nhiều các gói cước để cho các bạn lựa chọn, từ các gói cước sử dụng trong vòng 1 ngày, 1 tuần, cho đến 1 tháng, cho đến 6 tháng, cho đến 12 tháng các bạn nhé. Và có những gói cước chuyên về mạng xã hội, và có những gói cước chuyên về data, hay những gói cước chuyên về data và miễn phí gọi thoại. Đây, các gói cước đều làm trong này hết, ví dụ 1 tháng này. Đây, sẽ có rất nhiều gói cước ở trong này. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký các bạn nhé. Hay là những gói cước sử dụng trong 1 ngày, xem có những gói cước gì có phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn không. Rồi bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác ở trong này các bạn nhé. Như các gói cước hot này, các gói cước này được rất nhiều khách hàng đăng ký và sử dụng nhiều nhất hiện nay các bạn nhé. Đây, các bạn có thể tham khảo trong này. Đây, có từ những gói cước 5G, 4G, hay những gói cước vừa có data đây, 120GB này, và vừa có gọi nội mạng và ngoại mạng các bạn nhé. Và các bạn lưu ý rằng là để chọn một gói cước nào thì bạn hãy ấn vào ô đăng ký. Sau đó thì hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn. Bạn chỉ cần ấn gửi là đăng ký thành công các bạn nhé. Rồi, như các bạn đã thấy là trong này mình có tất cả các gói cước 4G từ nhà mạng Viettel cho những gói cước 5G. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước để đăng ký các bạn nhé. Các bạn thân mến, và như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.